toàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có 134 tàu cá, trong đó có hơn 80 chiếc tàu nhỏ đánh bắt gần bờ. Những ngày này, các đội tàu cá đánh bắt gần bờ liên tiếp trúng các loại hải sản như cá cơm, cá nục. Chỉ sau vài giờ ra khơi, trung bình mỗi thuyền của ngư dân thu về hàng chục tấn cá cơm tươi ngon, thu về hàng chục triệu đồng. Nhờ đó, bà con ai cũng phấn khởi vì có thêm thu nhập.